Việt Nam ơi, khoan bàn. Ok, ngày nay mình không nấu bàn. Ngày nay mình đi ra hàng mình ăn cơm tầm. Đây nè, mình đi ra hàng câu câu đồ Huế. Sau câu đồ Huế là đồ ăn ngon mà bạn. Ok, chắc ngon chắc không biết. Còn phải đo lại chỗ này ngon rồi mà bạn. Sau bên đây à, quán mì mua ba chả giò. Sau một chả giò là 1 đồng đô. Đắt tiền rồi bạn ơi. Ok, đây là chắc súp súp cô cơm tấm á. Đây vì món cơm tấm đây nè bạn, ăn bò extra b-skewer. B-skewer là thịt bò nướng. Ok đó, đã chưa bàn. Phê không? Rồi đây là cơm tấm cố đồ Huế. Rồi đây là đây chả tướng, đây là b-skewer nè, đây là thịt bò nướng, thịt heo nướng nè, đây là gì, rất bò nó rất heo. Rồi giá của heo là bạn bỏ con bi này lại bạn quên này ra đó, ngon chưa, chắc nó quên này ra. À, đã biết rồi đó. Nước mắm nè, salad nè, chả tượng này, thịt heo cắt mỏng nè bạn. Rồi chuẩn bị bắt đầu bạn, nên lấy nước mắm trang coi ạ. Không trang hết trang nữa bạn. Chả giò tuyệt bạn. Chấm vô nước mắm ngọt đi. À, cảm miệng nè. Ngon không? Đó, ngon vô nè. Ngon. Ngon thì sướng bạn. Nó bọt môn, câu rồi. Thịt heo xay, bún tàu, nấm, salad nè, cho thịt ở nè, ngon không, nhớ không? Một đơn một gọi không hết mất kia là bao. Hơi mắc. Hôm nay quán không ăn gì hết. Đây món tước. Ngon tuyệt, mình ăn chưa? Đó. Cơm tâm đây. Ok. Miếng cơm tâm nè. Ngon chưa? Ngon không? Đó, vô nè. Chà tưởng. Ngon không bạn? Đó. Hơi mặn. Rất theo vô có chưa, ngon không đó, vô nè. Ngon. Mà không đang nhậu mày ơi, 3 giờ rồi, 3 giờ chiều rồi bạn. Không có đồ ăn gì trong bụng luôn, cái món này lưng tuyệt. Ngon. Ngon. Cho bò nướng nè, cảm mê nè, ngon không? À, vô nè. Nó cho ngon.
ướp sa, ướp hành. Trời, nước mắm nè. Bột ngọt. Ngon. Ngày nay quán biệt nội dưỡng bạn. Ăn đi. Đói quá. Cái miếng thịt heo nướng này bạn. Cắn miếng à. Ngon không? Đó, nhớ rồi. Hơi cứng. Kỳ cục về bác. Miệng mơ đấy. Một con ngon. Ngon. Giá hàng này làm rất heo lắm. Rồi giá heo hơi ngon. Ngon. Quán biệt nội truyền nhiều. Nội truyền ngon đấy. Nội truyền ngon quá. Thịt quán đáng ăn. Bò mềm quá. Gặp sẵn con luôn. Với nó để mình một chén súp cho mình hấp nè. Đó. Cái súp phở của nó nè. Đó, hấp miếng này bạn. Ngon không? Đó, ăn vô nè. Ngon. Súp dùng súp wonton súp á, không phải nước phở. Nước ca lắm, nước ca nó hấp á. Đạt quá đi bạn. Ngoài này hơi là lạnh. Hấp miếng súp này khỏe không bạn? Ngon quá. Đạt quá đi bạn. Đó. Vô lên lại.
bên Canada. Rồi vô gia hàng Việt Nam á, không xài than, xài gà với bạn. Thôi còn hạt nào cũng xài than á, miếng thịt này ngon nhất luôn. Miếng nào ngon chưa? Ngon. Tao muốn xin lỗi bạn. À, quán đang đói quá, quán đói bạn ơi, quán ăn nhanh không, ăn nhanh cho no dân. Lỡ mai mình nấu với bạn, bỏ xuống đây này, xem xuống đó, hồi quán thấy á, quán nấu cho bạn cho, ok, bye bye.